Hello, đây là kênh buổi Trí Vui được phát sóng từ nước Cộng hòa Liên bang Đức. buổi Trí Vui lại xin thân ái chào các bạn. Mình thật là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ mình. Dù rằng mình kênh mình nhỏ nho nhưng mà vẫn luôn có các bạn theo dõi và động viên ủng hộ mình ha. Bây giờ mình sẽ trả lời các bạn những câu hỏi thắc mắc của các bạn. Mình trả lời chung để các bạn có cái nhìn rõ hơn về qua Đức uh, du học nghề và làm việc ha các bạn ha có một bạn hỏi mình thế này nè ngành cơ khí với điện tử một ngày là mấy tiếng vậy chú thì lực lao động ở Đức á, là một tuần lễ chúng ta làm 40 giờ trong tất cả các ngành nghề nếu tuần đó chúng ta làm nhiều giờ hơn thì tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ bù đó các bạn à, nghĩa là một tháng chúng ta sẽ làm 172 giờ đó nếu những cái xí nghiệp nào mà do thiếu Lao động quá Thì có cái ngoại lệ là Người công nhân được phép làm thêm Ngoài giờ <laughs> Ngoài cái giờ quy định ha Nhưng mà vẫn phải bảo đảm được sức khỏe Nếu như mà chủ bắt làm thêm Thì chủ phải trả thêm tiền Đó Trả thêm cái tiền cho cái việc đó Mà người công nhân họ đã làm đủ 40-50 giờ rồi Mà chủ bắt làm thêm Người công nhân có quyền từ chối nha các bạn Chủ không được ép ha Đó là sự tự nguyện của họ bởi vì là làm 8 tiếng là để bảo đảm cái sức khỏe cho người công nhân à, luật bảo vệ người lao động ở bên đức rất là nghiêm nha các bạn thì đó là sở thuận giữa hai người chủ và người công nhân ha về cái việc mà làm tăng giờ à, như vậy thì cái ngành này á nó cũng như vậy thôi là trong tất cả các ngành luôn cả các bạn làm ngành điều dưỡng trực ca đêm gì đó thì các bạn sẽ được nghỉ bù ví dụ có nhiều bạn là làm kể cả người đức ha là trực một ca gọi là internship á, là 12 tiếng luôn đó. À, rồi sau đó là nghỉ một hai ngày rồi lại trực một lần như vậy 12 tiếng luôn có thể là nguyên suốt đêm hoặc là nguyên một ngày từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối hoặc từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng mà nếu trực ca đêm thì sẽ được thêm tiền trực ca đêm ha các bạn ha nói chung là về luật lao động ở Đức thì rất là uh, có lợi cho người lao động hơn là cho chủ ha. Các bạn rất là yên tâm đi, cứ 8 tiếng một ngày, 8 tiếng làm việc nha, không không tính có giờ ăn, giờ nghỉ, uh, uh, giữa giờ ha. Mình cũng xin thưa các bạn luôn là để các bạn biết là ở bên Đức là không có ngủ trưa nha các bạn. Chúng ta làm là làm liên tục luôn, nó không có ngủ trưa. Bởi vì khí hậu ở Đức nó khác, khí hậu ở Việt Nam á, trời khi mà buổi trưa nó nóng, cho nên là mọi người phải nghỉ để mà buổi chiều qua cái cái nóng bức giữa trưa là hạ nhiệt xuống một chút mình lại mới làm việc chứ không mình nóng quá mình làm việc nó không có năng suất mà nó dễ ảnh hưởng tới sức khỏe ha các nước bên Nam Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha họ cũng có giờ nghỉ trưa ha ở đó như Việt Nam mình nhưng mà ở Đức thì không làm việc luôn một hơi rồi nghỉ thì thường ở Đức đó là trong tuần bởi vì là làm 80 giờ cho nên là làm 5 ngày sẽ đủ 80 giờ là 40... Uh, 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 làm 40 giờ một tuần. Cho nên làm 5 ngày một ngày 8 tiếng là... Làm 5 ngày thôi. Còn hai ngày cuối tuần là nghỉ. Đó là những cái nghề... Làm trong giờ hành tránh. Nhưng mà những nghề... Mà phải trực ca. Đó ví dụ như mà nó nhà hàng khách sạn. Thì cuối tuần nhiều việc. Rồi... Uh, ngành điều dưỡng thì phải trực theo ca. Cho nên là... Không có giờ nghỉ trưa các bạn ha. <laughs> Cứ làm như theo ca mà làm ha. À, các bạn... Uh, nên biết như thế để mình có sự chuẩn bị sẵn chứ đừng nghĩ là qua đức rồi đi làm có giờ nghỉ trưa không có nha trưa chúng ta được nghỉ chừng 30 phút để ăn trưa hoặc là có nhiều rất ít rất ít nơi nghỉ một tiếng đồng hồ buổi trưa hầu như chỉ nghỉ 15 tới 30 phút thôi các bạn rồi phải quay vào làm việc nữa cho nên người đức là buổi trưa họ hay là ăn thức ăn nhanh đó cho nó gọn lẹ đó đó rồi, mình xin trả lời câu hỏi khác. Nghề cơ khí ô tô bên Đức làm ổn không anh? Thường nghề đó mình làm ở ngoại thành hay nội thành vậy ạ? À? Mình xin thưa các bạn là nước Đức là nước công nghiệp sản xuất xe hơi ha. Nước Đức, Đức rất có nhiều hãng xe hơi nổi tiếng như là Mercedes, Audi, Volkswagen tức là VW. Bên Đức gọi là VW nè. Rồi, xe sport thể thao như là Porsche à, Rồi à, hãng xe sản xuất xe, xe bus, man, rồi sản xuất xe tải. Rất là nhiều hãng sản xuất xe hơi tại Đức cho nên ngành cơ khí ô tô rất là phát triển ở Đức, rất cần nhiều công nhân. Nếu bạn nào có hợp đồng qua học nghề này thì các bạn nên chụp lấy hợp đồng đó và nên nỗ lực học tập ha. Bởi vì tương lai các bạn khi đã được đào tạo với cái ngành này thì các bạn không bao giờ sợ thất nghiệp vì các hãng xe hơi lớn người ta sản xuất rất là nhiều xe, cần rất nhiều công nhân. Và làm việc trong những hãng đó lương rất cao ha, lương mình nghĩ là không dưới 20 đồng một giờ đâu, lương rất cao, chế độ rất là cao. Cho nên nếu các bạn nào làm được học nghề này thì hãy qua và nỗ lực học tập để mình thành công ha. Rồi nói là làm việc nội thành hay ngoại thành. Ở Việt Nam mình chúng ta quen rằng là ở nội thành có nhiều nhà máy hơn, còn ở Đức thì hoàn toàn khác. ở Đức là tất cả các nhà máy đều tập trung ra ngoài ngoại thành, không ở nội thành. bởi vì ở nội thành là phương tiện giao thông nó hay bị kẹt xe, xe tải rất là khó vào vào để mà nhận hàng, giao hàng rất là khó. hầu như là tất cả các nhà máy lớn đều đặt ở ngoại thành, Nha các bạn ha nhưng mà các bạn nên hình dung như thế này ở Đức phương tiện giao thông rất là thuận lợi xe hơi là chuyện bình thường đường xá rất là tốt ha xe hơi tàu quả, nữa là phương tiện giao thông công cộng rất là phát triển cho nên là tất cả các nhà máy đều có là đường giao thông đều sẽ đến nơi tận nơi luôn đó người ta lúc nào khi người ta thiết kế một cái nhà máy xây dựng người ta phải thiết kế là người công nhân sẽ đến đó như thế nào cho nên các bạn yên tâm đi Rồi nhưng mà cũng có những nhà máy họ Làm Ở trong khu vực nội thành Nhưng mà quy mô nhỏ cho họ là Họ làm những chi tiết của xe hơi Còn hãy đã là lắp ráp Thì nó cần diện tích rộng Hầu như là chúng ta sẽ làm ở ngoại thành Nhưng mà nó là ngoại thành ở Đức á nó hoàn toàn khác với ngoại thành ở Việt Nam ha các bạn ha Bởi vì ở Đức là kể cả bạn ở làng, ở xã Thì cái điều kiện sinh hoạt tối thiểu như điện, ga, nước, đường xá, cầu cống trường học đều là phục vụ tận nơi hết chứ không quá tập trung uh, như ở Việt Nam mình ở Việt Nam mình thì tập trung các cái dịch vụ tập trung hoàn toàn rất nhiều vào các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và uh, thủ đô Hà Nội uh, hoặc là thành phố Đà Nẵng thì tập trung rất là nhiều nhưng mà ở Đức là người ta phân tán toàn lãnh thổ ha cho nên là dân số Đức không bị tập trung dân số Đức rải đều ra trên toàn nước Đức bởi vì cái điều điều kiện sống cơ bản, điều điều kiện sống cơ bản chúng ta là có gì? Phải có trường học nè, phải có chợ búa nè, phải có bệnh viện nè. À, là ba cái đó là cái điều điều kiện sống cơ bản. Thì ở Đức họ rải đều ra trên toàn quốc. Kể cả những làng mạc vẫn có trường tiểu học ở đó. À, vẫn có như à, khoảng 10.000 dân là có bệnh viện rồi ha. À, à, hoặc là nếu không có bệnh viện thì đi lại những bệnh viện đa khoa chuyên khoa cũng rất là gần đó thì như vậy cái sự phân bổ dân ở Đức không có bị tập trung cho nên họ cũng không có nhiều nhà cao tầng nha các bạn à, bởi vì không tập trung nhiều cho nên là chỉ cần xây nhà chừng 5 tầng những thành phố lớn thì có những nhà 10 tầng 15 tầng gì đó nhưng mà cũng rất là ít ha chỉ có thành phố Frankfurt là là nhiều 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 nhiều, tò, nhiều tòa nhà cao tầng thôi còn những cái thành phố khác thì rất là ít đó vì nhà cao tầng thì đi nó phải lên cao và cái hạ tầng cơ sở người ta khi người ta thiết kế là cái hạ tầng cơ sở tức là đường xá giao thông cầu cống chợ búa ở dưới đều phải là nó hài hòa đáp ứng được cái nhu cầu của những người sống trong cái tòa nhà đó còn việt nam mình á thì cái vấn đề mà quy hoạch chưa có chuẩn được mình thấy là quy hoạch chưa có chuẩn như được ở đức cho nên là hạ tầng cơ sở của mình nó bị quá tải còn ở đức là rất là hiếm xảy ra chuyện đó khi người ta uh, muốn xây dựng một cái gì giấy phép đều phải là tính toán hết mọi cái điều kiện giao thông y tế rồi tức là hạ tầng cơ sở đều phải đáp ứng được cái nhu cầu đó thì mới được xây dựng nha các bạn rồi bạn yên tâm đi uh, hoặc là làm ở nội thành hoặc là làm ở ngoại thành ở đâu thì cũng đều là như nhau ở đức cả ha uh, cái điều kiện làm việc đều tốt cho các bạn cả yên tâm mà qua Đức học tập nha các bạn, bởi vì phương tiện giao thông bạn đi kiểu gì cũng có hết công cộng hay là à, tư nhân thường á, người Đức á họ nếu là những thành phố nhỏ á, họ đi xe hơi, còn thành phố lớn là họ à, đi phương tiện công cộng bởi vì cái chỗ đậu xe nó khó các bạn, nó đắt mà kiếm cũng không có khó đi phương tiện công cộng tốt hơn, nhanh hơn, <laughs> tiết kiệm hơn, à, cho nên họ ít đi xe hơi còn những thành phố nhỏ nhỏ thành phố quyện thành phố tỉnh rồi đó là họ hay đi xe hơi nhưng mà nếu làm việc ở những nơi mà cái chỗ đậu xe quá khó khăn thì họ sử dụng phương tiện công cộng các bạn hoặc họ đi xe chung đó. À, cái chuyện đó thì các bạn không nên quá lo lắng thì các bạn qua thì tự động là các bạn sẽ thấy là nó rất phù hợp cho cuộc sống của chúng ta không có quá lo lắng về chuyện này ha ở việt nam thì quả thật là nó có sự à, phải suy nghĩ đắn đo nhưng mà ở đức thì không cần rồi câu hỏi tiếp theo là ngành trợ lý nha khoa có ổn không à? Tháng 8 này cháu sang Đức học ngành này thì bạn có hợp đồng để qua Đức học ngành này thì mình uh, xin chúc mừng bạn là bạn đã có được sự may mắn vì bởi vì cái ngành này là cái ngành nó khỏe mình cảm thấy nó khỏe nó khỏe hơn cả nghề cái, cái ngành bán hàng nữa bạn Mình uh, cứ 6 tháng một lần mình đi uh, đi kiểm tra răng các bạn, Rồi đi cạo, đi uh, lấy cao răng đó. 6 tháng một lần. Thật ra là mình cái tuổi thơ của mình là dính với chiến tranh Việt Nam với uh, Mỹ rồi với Campuchia cho nên là cái điều kiện chăm sóc răng miệng của mình nó không tốt. Bây giờ các bạn là rất là tốt ha. Thì mình thấy là những cái cô uh, hầu như là trợ tá Nha khoa là nữ nhiều hơn nam. Mình cái nơi mình đi khám chữa răng mình thấy bác sĩ là có nam chứ còn mà À, trợ tá toàn nữ không các bạn. Cho nên cái ngành này mình thấy là hợp với nữ nhiều á. Nhưng mà nếu nam giới mà các bạn có cái uh, hợp đồng các bạn cứ đi ha. Thì cái ngành này á là các bạn sẽ làm giờ hành chính thôi. Cái ngành trợ tá nhân khoa chỉ làm giờ hành chính thôi. À, hành chính thôi ha. Mình nghĩ là kể cả làm bệnh viện cũng làm giờ hành chính thôi. À. Là giờ hành chính ở Đức là thường là bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều đó làm 8 tiếng có nghỉ trưa 30 phút thì sẽ là tới 16 giờ 30 chiều. Đó ha. Nếu không có nghỉ trưa à uh, nếu mà có uh, không làm lố qua 30 phút, làm đúng 8 tiếng trừ nghỉ trưa thì là 7 tiếng rưỡi thì bạn sẽ phải làm thêm uh, Giờ thứ bảy gì đó hay là trực, rất là vẫn phải có một cái phòng khám đa uh, nha khoa trực ở trong bệnh viện hay là uh, ở À, cái phòng khám tư ở ngoài để mà cấp cứu khi mà răng miệng người ta có vấn đề ha thì làm giờ là giờ hành chính làm từ thứ hai nghĩa là làm bắt đầu hầu như các phòng khám nha khoa ở đức hầu như là tư nhân nha các bạn các bạn học ngày này có thể các bạn sẽ làm trong bệnh viện nữa nhưng mà mình nghĩ là làm bệnh viện rất là ít à, mình nghĩ là cũng có những chuyên khoa những cái bệnh viện lớn có chuyên khoa răng hàm mặt ở trong đó thì các bạn cứ yên tâm làm cứ là giờ hành chính thôi, 8 giờ sáng làm. Và cứ 16 giờ hoặc tới 17 giờ chiều, cứ như vậy đều đều mỗi ngày. Thì như vậy là bạn học cái ngành này vì là làm giờ hành chính cho nên bạn muốn đi làm thêm rất là dễ ha. Bạn có cái giờ cố định để làm thêm chẳng hạn là bạn chỉ làm từ thứ hai tới thứ sáu thì tới cả cuối tuần thứ bảy chủ nhật bạn muốn đi làm thêm ở những nhà hàng hay là ở những cái cơ sở uh, lao động khác thì bạn tha hậu đi làm ha bởi vì bạn có cái giờ hành chính cố định rồi hoặc là khi 16 giờ hoặc 17 giờ uh, tan việc bạn có thể đi làm thêm ở nhà hàng vào ban đêm ha, ha. nếu bạn tìm được việc đó hoặc làm thêm tiệm móng gì đó tiệm nail gì đó tùy bạn ha nghĩa là bạn tha hồ sử dụng cái thời gian rảnh uh, rỗi của bạn để đi làm thêm nó rất là uh, thuận lợi cho bạn nha đó là mình thấy cái cái ngành này cho nữ thì rất là tốt và rất là thuận lợi cho các bạn trong việc đi làm thêm nha làm trong mình thấy làm trợ tá nha khoa nó nhàn lắm các bạn không có gì là uh, phải stress nhiều như là nghề bán hàng bán hàng bạn phải khuân giác hơn những cái thùng hàng chất lên kệ mình thấy nó cũng nặng nề lắm á nha đau lưng á chứ không phải giỡn đâu à, còn trợ tá nha khoa này thì mình thấy là khỏe hơn nhiều vậy bạn nào mà có hợp đồng đi trợ lý nhà khoa trợ tá nha khoa thì các bạn nên ký hợp đồng đừng chần chừ gì nữa à, bạn ký hợp đồng và bạn qua đức học ngày này đi ha với lại là những cái phòng khám nha khoa ở Đức thì họ cũng ở những cái nơi mà dân cư nó cũng đông đúc một chút cho nên bạn cũng không có sợ là phải về uh, đốp về làng như nghề điều dưỡng ha hoặc nhà hàng khách sạn rồi mình uh, chúc rằng các bạn uh, đã được hiểu thêm được nhiều về qua Đức uh, học nghề cũng như công việc làm ở Đức ha còn thắc mắc gì các bạn cứ hỏi tiếp mình mình sẽ sẵn sàng uh, giúp các bạn giải đáp những giải tỏa những thắc mắc để các bạn yên tâm qua đức du học ngài. Cheers, xin tạm biệt các bạn. Mong là các bạn sẽ cho mình like và subscribe, share cho mọi người cùng xem để cái kênh của mình đó tăng trưởng. Cheers, tạm biệt.